đây là khu đi cái gì phố đi bộ, ta chặn ra đặng một chút xíu sẽ đến đếm giờ. Đây là giống như là cái gì? Đào. Đó. Cái này ca sĩ nó ca ấy cái màn hình nè ha. Là người thật hay là cái phim? Người thật đây, bên trong này. À bên đây. Bên trong này nè, nó sân khấu đó. À. TV nó phát lại. À. Cho mấy người bên đây tụi con. À. Vô được nó được. Mình không có vô đó được hả? Mình vô được, nhưng mà trong mình chen vô. À. Các bạn ơi, khu vực này là một chút xíu nữa là cái gì? Đếm ngược nè các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi, đông cỡ này nè, thành phố Vũng Tàu đây, thành phố Vũng Tàu đây, tất cả những người sẽ cùng nhau chờ đón, vừa xem văn nghệ vừa nhìn cái thời khắc chuyển giao năm cũ. Đều đọc. Sao vậy? Đâu có ai làm gì được mẹ. Không có làm gì được hết đâu. Bởi vậy mày đừng có bỏ tao đi. Mày cứ đi theo tao. Nó đông quá. Ở đâu rồi giờ luật sư chứ là mấy người kia đâu rồi? Đó. Đó, ba người đang đi lên. Phải gửi xe túc đằng xa các bạn ơi. Rồi đây khu vực này là không có cho xe ấy. Khu vực này là phải đi bộ. Đi bộ vào. Đó. Luật sư cũng là đang like, đang quay lại. Đó. Vậy là luật sư đang quay tôi đang quay luật sư. Thank you.
đâu nữa chứ. Bà đây tôi sao vậy? Bởi vậy á, tới cái tivi á nó cháy này. Thôi giờ chắc ngừng ở đây đi các bạn ơi. Nó cháy quá.